Man United đã thua 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Vì vậy, đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag đang rất cần một chiến thắng để xua tan bầu không khí u ám đang bao phủ sân Old Trafford. Kể từ mùa giải 89-90, Quỷ Đỏ mới lại khởi đầu thất vọng đến thế ở giải vô địch quốc gia nước Anh. Chưa dừng lại đó, giữa tuần qua, thầy trò Erik ten Hag dù rất nỗ lực nhưng rốt cục vẫn để thua Bayern Munich 3-4 ở trận mở màn vòng bảng Champions League. Chạm trán Burnley, đội bóng mới lên hạng là cơ hội tốt để Man United kiếm điểm sau chuỗi trận không thành công. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách mang đến cảm giác bất an cho các cổ viên của Quỷ Đỏ. Thống kê chỉ ra rằng trong 15 màn đụng độ Burnley gần nhất ở Premier League, Man United đã giành 9 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất một trận. Đặc biệt, trong 6 chuyến viếng thăm Tottenham gần nhất ở giải đấu số 1 nước Anh, Quỷ Đỏ đã 5 lần ra về với 3 điểm trọn vẹn. Sẽ là rất tệ nếu thầy trò Ten Hag không thể tận dụng thời cơ này để chấm dứt chuỗi trận tệ hại. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1986, Man United để thua 4 trong 6 trận mở màn trên mọi đấu trường. Đã đến lúc để Erik ten Hag phải thực hiện những thay đổi giúp Quỷ Đỏ lột xác. Trước trận đấu này, khi nhìn vào đội hình ra sân của Man United, có thể nhìn thấy được những nét tươi mới khi cặp trung vệ Victor Lindelof, Jonny Evans xuất phát ngay từ đầu. Bên cạnh đó là việc Scott McTominay cùng tài năng trẻ Hannibal Mabry góp mặt ở khu vực trung tuyến. Nhiều khả năng họ sẽ cùng Casemiro hợp thành hàng tiền vệ 3 người giữa sân, còn Bruno sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho cặp tiền đạo Rashford Højlund trên hàng công. Nhìn sơ qua, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng ít nhiều cũng có những sự thay đổi trong việc bố trí nhân sự cũng như sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ áp dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Có thể sự thay đổi này sẽ mang lại kết quả khả quan, cùng bộ mặt tươi sáng hơn dành cho Quỷ Đỏ. Nhưng chưa biết chừng, mọi thứ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Quả thật, không một ai có thể đoán trước được rằng đội chủ sân Old Trafford sẽ thi đấu ra sao. Thời điểm đầu trận, Burnley mới là đội gây được ấn tượng với lối chơi chủ động, ban bật tự tin ở phần sân nhà. Những lối chơi đó của tân binh Premier League suýt chút nữa đã khiến đội bóng này phải trả giá. Phút thứ 7, sau tình huống để mất bóng tai hại của cầu thủ bên phía đội chủ nhà, Marcus Rashford có tình huống thả bóng xuống vừa vặn để Bruno Fernandes băng xuống dứt điểm. Nhưng thật đáng tiếc, khi pha dứt điểm bằng chân không thuận của cầu thủ bên phía Man United lại không thể thắng được thủ môn James Trafford. Thế trận diễn ra khá cân bằng khi mà cả hai đội đều có cho mình những tình huống tổ chức tấn công khá sắc nét. Chỉ 3 phút sau khi Bruno đặt khung thành của Burnley vào tình trạng báo động đến lượt đội chủ nhà đe dọa cầu môn của Andre Onana. Xuất phát từ pha lên bóng bên phía cánh phải, bóng được treo ở đúng tầm đánh đầu của Zeki Amduni. Tiền đạo bên phía Burnley cũng đã có một cú lắc đầu hiểm hóc. Nhưng lần này Onana là người xuất sắc hơn khi có tình huống phản xạ xuất thần. Sang đến phút thứ 12, Manchester United cũng ngay lập tức đáp trả với pha thoát xuống nách trung lộ của tài năng trẻ Hannibal. Bóng được truyền vào cho Højlund đang trực chờ trong vòng cấm. Tuy nhiên, trước sự áp sát quyết liệt của các hậu vệ bên phía Burnley, tiền đạo tân binh của Quỷ Đỏ đã không thể khống chế bóng thành công. Với một Man United đang bất ổn thì một tân binh như Burnley cũng có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho họ. Đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany mới là những người chủ động hơn trong việc kiểm soát thế trận, còn Quỷ Đỏ lại trông cậy chủ yếu vào những tình huống phản công là chính. Phút thứ 17, Zeki Amduni suýt chút nữa đã khiến cho nỗi thất vọng của các fan Man United dâng lên tới đỉnh điểm. Tiền đạo người Thụy Sĩ có pha thoát xuống chống trải, lạnh lùng dứt điểm đánh bại được Onana, nhưng đáng tiếc lại không thể chiến thắng được cột dọc. Các học trò của Kompany quả thực đã khiến các hậu vệ bên phía đội khách trông chẳng khác nào những con rối bất lực. Sự kết hợp giữa bộ đôi Evans Lindelof vẫn chưa cho thấy được sự ăn khớp nhất định. Man United sau đó tràn lên để tổ chức tấn công dồn dập. Họ muốn phủ đầu đối thủ, nhưng trong những pha phối hợp của đội chủ sân Old Trafford, tính liên kết là điều mà chúng ta chưa được chứng kiến. Bởi vậy, hầu hết các tình huống lên bóng của Man United đều bị các hậu vệ bên phía đội chủ nhà dễ dàng hóa giải. Nhưng khi đang gặp bế tắc thì những tình huống cố định lại trở thành pha cứu sinh cho bất cứ đội bóng nào. Phút 25, trong tình huống tổ chức đá phạt góc, trung vệ kỳ cựu Jonny Evans đã có tình huống bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ thành James Trafford. Cao thủ nhiệt liệt ăn mừng, số ít các cổ viên có mặt tại Tottenham cũng dường như vỡ hòa bởi bàn thắng này như một sự giải tỏa sau chuỗi trận đáng thất vọng. Tuy nhiên thì niềm vui ngắn chẳng tẩy gàng, bởi sau khi xem lại băng hình, trọng tài đã quyết định từ chối bàn thắng cho Rasmus Højlund rơi vào thế việt vị và có tác động cản trở thủ môn đối phương. Mọi thứ trở về như lúc ban đầu và Man United sẽ phải tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của lưới đội chủ nhà. Sau bàn thắng hụt, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag lại là những người chiếm thế chủ động. Tuy nhiên, mỗi khi bóng tới khu vực 1/3 cuối sân của Burnley
là hễ rằng các thủ Man United lại luôn đưa ra những tình huống xử lý quyết định hết sức khó hiểu. Không phải chuyền bóng hỏng thì cũng là những quyết định rườm rà, chậm chạp khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Phút 30, tình huống đáng chú ý xuất hiện khi Højlund có tình huống thoát xuống dứt điểm ở góc gần. Tuy nhiên, bóng lại đi chạch cột dọc trong găng tấc. Những tưởng sự bế tắc của Man United sẽ kéo dài ít nhất là cho tới hết hiệp 1. Tuy nhiên, đây là lúc mà vị cứu tinh của họ xuất hiện. Không ai khác, chính là Bruno Fernandes, đội trưởng của Quỷ Đỏ. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, có pha bắt volley một trạm hiểm hóc vào góc xa không cho thủ thành James Trafford bất kỳ một cơ hội cản phá nào. Khi cần Bruno có, khi khó có Bruno, tiền vệ người Bồ Đào Nha chứng minh tại sao anh là người được chọn để đeo chiếc băng thủ quân của Man United ở mùa giải năm nay, bất chấp việc luôn có những chỉ trích nhắm vào bản thân. Và cách Bruno đáp lại chính là những tình huống tỏa sáng như thế này. Trong tình huống lập công của Bruno, không thể không nhắc đến vai trò của Johnny Evans khi trung vệ 35 tuổi đã có một tình huống chuyền bóng từ giữa sân chẳng thua kém là bao so với các tiền vệ hàng đầu thế giới. Khi những pha phối hợp đập nhà chưng cho thấy được sự hiệu quả thì pha chuyền bóng điểm 10 của Evans đã trở thành chìa khóa để tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Quỷ Đỏ lúc này chơi một cách rình rập và chờ thời cơ. Vai trò trong việc hút người, làm tường của Højlund được thể hiện rõ nét khi những vệ tinh xung quanh tiền đạo người Đan Mạch đã có thêm nhiều khoảng trống hơn so với hiệp 1. Hai hậu vệ cánh Reguilon và Dalot đều đã khai thác được khu vực nách trung lộ của Burnley và đây được hứa hẹn sẽ là bài đánh mà đoàn quân của Ten Hag có thể sử dụng trong suốt quãng thời gian thi đấu của hiệp 2. Burnley tuy cầm bóng nhiều nhưng những giải pháp tấn công của đội bóng tân binh Premier League không cho thấy được sự hiệu quả. Man United với cách sắp xếp bộ ba tiền vệ ở giữa sân và sau khi đã trải qua 45 phút đầu tiên để làm quen, họ đã dần cho thấy sự chắc chắn cần thiết. Burnley gần như không thể xuyên thủng được zone 14 của đối thủ và phải dựa vào những tình huống xuống cánh trong khoảng nửa đầu của hiệp đấu thứ hai. Một trận đấu nỗ lực và xứng đáng nhận được lời khen của tiền đạo người Đan Mạch. Tuy nhiên, Marcus Rashford lại mang tới sự thất vọng tràn trề với những pha xử lý rất thiếu cảm giác. Phong độ của tiền đạo người Anh quả thực đang ở trong tình trạng báo động. Phút 75, Burnley bất ngờ tăng tốc nhờ tình huống chọc khe rất nhanh để cầu thủ vào sân thay người Zé Rodríguez băng xuống. Nhưng Onana đã đánh dấu một ngày thi đấu quá tốt nhờ tình huống băng ra bắt bài ý đồ của tiền đạo đối phương. Những phút còn lại vẫn là Burnley chủ động, còn Man United rình rập chờ phản công. Nhưng rốt cuộc đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Điểm nhấn đáng chú ý chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của tân binh Sofyan Amrabat trong màu áo Quỷ Đỏ. Một đội hình mới, cách bố trí nhân sự mới được Erik ten Hag đưa ra. Tuy ban đầu có gặp nhiều khó khăn nhưng càng về sau, khi đã vào cuồng, mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn đối với cao thủ Man United. Một chiến thắng khó nhằn nhưng vô cùng quan trọng, với đó đích thị là một sự giải tỏa về mặt tâm lý, tạo động lực cho chặng đường đầy dẫy những khó khăn ở phía trước.